Mỗi một buổi tối trước khi đi ngủ anh uống một hũ nhá, tốt lắm đấy ạ. Mà cái chè yến này ấy, là do chính tay em chưng cho nên chuẩn đấy ạ. Cảm ơn cô. Nhưng lát nữa khi về cô cầm về. Bởi vì tôi khỏe, dùng nhiều đồ bổ nó thừa chất. Em phát hiện ra là anh cũng ghê gớm lắm đấy nhá. Thì đấy, em có ý tốt như thế này mà anh nói như thế thì có khác nào bảo là em mang đồ đến để đầu độc anh không? Bố cho con xin lỗi về chuyện của cô Sương ạ. Thực sự là con không có ý gì cả. Cô hỏi, vay của cô Sương bao nhiêu tiền? À, con chỉ nợ tiền hàng thôi ạ. Nhưng mà con sẽ trả đủ sau khi bán được hàng. Con xin bố đừng cấm con bán hàng của nhá. Công việc đang ổn mà lượng khách cũng đang nhiều ạ. Bố hỏi là vay bao nhiêu tiền, trả lời thẳng. Cũng mấy chục triệu ạ. Bố sẽ cho hai đứa 100 triệu. Ơi, vay 300 triệu mới được có 5 tháng, đổ tất cả vào sửa sang cửa hàng với mua hàng họ. Bây giờ chưa hoàn hồn, bố đòi đột xuất như thế thì lấy đâu ra tiền trả? Chẳng lẽ nửa năm rồi mà không thu hồi được vốn à? Em không thấy từ Tết đến giờ dịch bệnh như thế, có bán buôn được gì đâu? Dịch bệnh thì những ngành khác ế ẩm, chứ như hàng hóa thiết yếu như nhà mình còn bán chạy hơn đấy chứ. Em chỉ có sách vở, càng nói càng chẳng hiểu cái gì. Tóm lại bây giờ anh chẳng có xu nào đâu.